Vietsai chào các bạn. Vietsai thấy một anh trong ban tổ chức đấy, chơi một bộ rất là thú vị, gọi là độc lạ cũng được. Em chào anh. Xin chào Video Bonsai và chào tất cả anh em yêu cây trên toàn quốc. Và cho em hỏi một chút ạ, anh trong ban tổ chức thì anh tên là gì ạ? Mình là Nguyễn Thái Vinh. Nguyễn Thái Vinh. An Dương, Hải Phòng. Dạ vâng ạ. Trước tiên là em thay mặt những người yêu cây chúc anh và gia đình mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc ban tổ chức và chúc An Dương tổ chức một sân chơi cây thật là đặc biệt và luôn luôn tốt đẹp trong trận chơi này. Cho em hỏi một chút là anh đang bày 1, 2, 3, 4, gọi là 5. 5 đầu đây thì có ý nghĩa là gì nhỉ anh nhỉ? Cái này thì đây anh ạ, và anh đến đây chia sẻ với em. Cái ý nghĩa của cái bộ đồ chơi là như nào anh? Cái này ý nghĩa thì đó là cái nó ở cái bốn cái chữ là hạnh nguyện từ bi. Vâng. Cái từ hạnh nguyện từ bi này là do một thầy nhà chùa. Vâng. Là đã đây anh ơi, cho anh quay cái tên của cái cây này. Dạ vâng. Đấy. Thế thì là tất cả mọi cái con người ta, từ người giàu đến người nghèo, ai cũng ước đến cái từ hạnh nguyện từ bi. Vâng. Yeah. Vâng. Nhưng mà hai nữa là mình thì bây giờ là mình cũng đi theo Phật pháp. Vâng. Không theo chưa được theo sâu lắm nhưng mà theo Phật pháp. Vâng. Mình cũng rất là ngưỡng mộ Phật pháp. Dạ vâng ạ. Và cho em hỏi mà anh mua bộ này của người ta về hay là anh ghép lại để anh chơi ạ? Tất cả những cái bộ này thì là anh mua từng cái về anh ghép lại. Từng cây một. Từng cái. Đầu tiên là anh mua cây này đúng không ạ? Đầu tiên là anh mua cây chùa một cột này. Cây chùa một cột này. Đấy. Vâng. Cây chùa một cột này. Rất giả quý vị ạ. Vâng. Đấy. Một này. Đấy. Rồi, và tiếp tục anh mua cái gì nữa? Xong rồi bắt đầu là anh mua cây si này. Một cây si, đúng không ạ? Cây si này anh ghép vào. À, cây si là thứ hai. Thì có một pho tượng Quan Âm Bồ Tát. Vâng. Đứng rồi thì đây anh đặt một pho tượng ngồi. Tượng ngồi, nó vâng. Hợp lý. À, vâng ạ. Xong đó rồi bắt đầu là anh làm cái bể đây. Anh làm cái bể này, dạ. Cả. Xong vừa rồi là mới mua được đôi lọng. Đôi lọng là thay cho hai cây đèn đứng hai bên. Dạ vâng. Thì cái tác phẩm ở giữa đây, Hạnh Nguyện Từ Bi là anh mua năm bao nhiêu ạ? Anh mua chùa một cột này. 4 năm rồi. 4 năm rồi. Vâng. Thì trước kia cái này thì mua về thì của người ta gần như là bị hỏng rồi. Vâng. Anh làm lại hết. Anh làm lại được 4 năm như này. 4 năm rồi. Vâng. Nên được cái là tất cả cái bộ xương răm là đều là cây cổ còn lại hết. Tất cả anh làm lại hết, tao này làm lại hết. Dạ vâng. Anh đi làm lại hết và tất cả những cái này làm lại hết. Trước kia là người ta bưng ba mặt này có mỗi mặt trước thôi. Vâng. Còn nó bưng ba mặt này hết anh về cho hết ra bóc hết ra. À. Nhưng anh mới đặt pho tượng vào trong này. Vậy là trong 4 năm anh đã làm lại được đẹp như này đúng không ạ? Tuyệt vời quý vị ạ, rất ý nghĩa. Nói chung là anh có một bộ này rất ý nghĩa anh ạ, rất ý nghĩa. Thôi thì nó là đam mê. Dạ vâng. Anh thì thích chơi đam mê. Đam mê. Không giống ai. Vâng. Đấy. Em mời anh với cả một người vào đây để em xin một cái ảnh lưu niệm. Đấy. Rất là đẹp. Đấy, bộ độc lạ quý vị ạ. Đấy, em xin cái ảnh nhá. Rất đẹp. Em chúc các anh chơi cây mạnh có khỏe. Có một số cái đây có một những cái tác phẩm này các chú chưa xem. Vâng. Rồi để em chia sẻ riêng cái bộ này cho mọi người chia xem đã. Vâng. Đấy quý vị ạ. Em sai chia sẻ một thước phim ngắn nhưng mà nó mang đến một cái ý nghĩa rất cao cho chúng ta. Cảm ơn anh rất nhiều nhá. Em sai xin dừng đây để chia sẻ những tác phẩm tiếp theo. Xin dành cảm ơn quý vị bạn rất nhiều. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.